Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày 11 tháng 4 năm 2022. Tôi sẽ làm một series, tôi nhấn mạnh lại với các bác rằng là tôi sẽ làm một series, bài viết và sẽ công khai những cái chứng cứ, những điều mà cơ quan điều tra kết luận ở trong cái bản kết luận điều tra mới nhất đã được gửi sang bên viện kiểm sát. Tôi xin chia sẻ các bác một nội dung ngắn gọn như thế này để các bác nhìn vào đến phía luật sư của bên phía của ông Trần Hùng bình luận gì về cái bản kết luận điều tra này. Chúng ta hãy thử xem. Đây là bên luật sư Sơn Phát và họ bình luận thế này và điều tra. Bản kết luận điều tra vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đã thể hiện hoàn toàn không có cơ sở căn cứ vững chắc để buộc tội ông Trần Hùng nhận tội hối lộ, nhận hối lộ. Bản kết luận chỉ dựa vào lời khai của Nguyễn Duy Hải, một kẻ không nghề nghiệp, không thu nhập ổn định và không có bất cứ nhân chứng nào chứng kiến việc Nguyễn Duy Hải đưa tiền hối lộ cho ông Trần Hùng, mà kết luận là ông Trần Hùng nhận hối lộ là hoàn toàn không có cơ sở. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét vụ án một cách khách quan, nghiên cứu thật kỹ các chứng cứ và đánh giá chứng cứ một cách toàn diện vụ án và ra quyết định đình chỉ vụ án đối với tội nhận hối lộ của ông Trần Hùng. Xem xét trả hồ sơ điều tra làm rõ hành vi vu khống của Nguyễn Duy Hải và xác minh rõ 300 triệu Nguyễn Duy Hải đã cầm thì chi tiêu sử dụng vào việc gì, bao gồm những loại tiền nào. Kiều Nghiệp và Nguyễn Văn Kim có nhìn thấy vật gì trong túi ni lông màu đen mà Nguyễn Duy Hải cầm hay không? Tòa chưa xét xử vụ án và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật để kết tội ông Trần Hùng mà báo chí đã ngang nhiên đăng ảnh ông Trần Hùng, một con người quên mình vì sự nghiệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như là một tội phạm nguy hiểm. Vậy là không đúng. Và việc này đã xâm phạm, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của công dân. Đây là cái bản mới nhất. Tại sao tôi có thể công khai được thì tôi xin chia sẻ các bác thế này. Đây không phải là tài liệu mật. Đây là tài liệu gửi cho gia đình, gửi cho các luật sư. Và tôi sẽ công khai cho các bác từng cái chi tiết ở trong này. Nhưng ấy, để các bác có thể thấy rằng là tôi đọc và tôi thấy rằng là cái bản kết luận điều tra này, nếu như mà Viện Kiểm sát chấp nhận những suy diễn có thể nói là vô căn cứ và không có cơ sở, thì bất cứ ai trong chúng ta, bao gồm tôi và các bác và nhiều người khác, có thể bất cứ lúc nào, bất kỳ lúc nào bị tội. Và ngay cả những người viết nên bản điều tra này, bản kết luận điều tra này, ngay cả những người mà ký vào bản kết luận điều tra này cũng có thể bị kết tội. Tôi chỉ mong rằng là các vị nào đã viết cái bản này và ký vào cái bản này thì hiểu rằng nếu như mình coi đó là một căn cứ, là một chứng cứ vững chắc, thì đến một ngày nào đó các anh chị cũng bị dính vào đấy thì sẽ ra làm sao. Tự dưng một ngày đẹp trời, các vị tưởng tượng thế này, một ngày đẹp trời có một người đến cơ quan điều tra và khai rằng đã hối lộ cho các vị 300 triệu. Cơ quan điều tra hay là những người điều tra viên có tâm thì có hỏi rằng là thế thì thời gian địa điểm ở đâu là số 1. Cái thứ hai là có chứng cứ hay không? Có ai chứng kiến hay không? Thì bảo rằng không có ai chứng kiến, thời gian địa điểm thì có thể nói, nhưng không có ai chứng kiến. Có dấu vết chuyển ngân hàng, nghĩa là chuyển tiền qua ngân hàng hay không? Thì cũng không có dấu vết chuyển tiền ngân hàng. Hoàn toàn không có ai chứng kiến, không có một cái điều gì đó ở đây cả. Vậy mà vẫn kết luận người ta nhận hối lộ. Vậy thì cái rủi ro này, cái rủi ro pháp lý này có thể đến với bất cứ ai, đến với bất cứ người nào, từ lãnh đạo cấp cao nhất
cho tới người dân bình thường. Chỉ cần có một người, mà thậm chí chưa chắc các bác đã quen biết hay đang chơi hay chơi sâu với người ta, mà nói rằng các bác ở đây nhận hối lộ, và cơ quan điều tra là lập tức kết luận luôn là các bác nhận hối lộ. Thế thì liệu có công bằng hay không? Liệu có chính xác hay không? Liệu có đúng với pháp luật quy định hay không? Pháp luật quy định ngay cả lời khai cũng có thể làm chứng cứ, nhưng lời khai như thế nào của bao nhiêu người mới có thể làm chứng cứ? Thì các bác nào am hiểu luật, các bác hãy giúp tôi ở trong cái chỗ này. Còn các bác nào mà cần tìm hiểu sâu về cái bản này, tôi sẵn sàng tôi chia sẻ với các bác. Trong công cuộc đấu tranh có thể nói rằng là tư pháp, mà tôi mong muốn rằng chúng ta phải đúng nghĩa. Không có cái chuyện lấp liếm như tôi đã chia sẻ với các bác rất nhiều lần. Mình có thể làm đến 1.000 việc tốt, nhưng chỉ cần làm một việc sai thì lập tức chúng ta cũng vẫn bị xử ở cái việc sai đó. Và 1.000 việc tốt kia thì cùng lắm chỉ để mà cho chúng ta có cái tình tiết khoan hồng, còn không phải là một cái thứ có thể miễn được tội. Và còn các bác là như vậy. Thế cho nên ấy, câu chuyện ở đây ấy, sai là phải xử. Và nếu như ông Trần Hùng nhận hối lộ và có chứng cứ chứng minh rằng ông Trần Hùng nhận hối lộ, một chứng cứ không thể chối cãi, thì tôi sẵn sàng là kiến nghị rằng sẽ xử lý thật nặng ông Trần Hùng. Càng những người phát ngôn thật to, thật kêu, thật hoành tráng mà lại làm sai cái tôn chỉ, tôi sai cái mục đích và sai cái gì mình đã hứa, mình đã nói, thì càng phải xử thật nặng những người đó. Có đúng không ạ? Việc gì mà phải bảo vệ hay gì đó cả. Anh có làm 1.000 việc tốt, anh có làm gì đấy, nhưng mà anh không giữ được mình thì em phải bị xử thôi. Thế nhưng khi xử người ta, chúng ta cũng phải nghĩ rằng là với một con người đã có một cái uy tín thế này, là một cái niềm tin của người dân thế này, là một người đấu tranh không mệt mỏi cho cái việc mà chống hàng gian hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực nông nghiệp. Hai cái đối tượng mà sử dụng những việc này là những đối tượng mà dễ tổn thương nhất. Thì chúng ta cũng phải thật thận trọng. Thận trọng trong quyết định. Và xem xét mọi cái tình huống. Nếu như không thể có được một cái chứng cứ xác thực chứng minh thì không thể kết luận rằng người ta nhận hối lộ được. Đó. Và ở đây các bác có thể thấy chúng ta cũng đặt dấu hỏi rất lớn về cái việc đổi tội danh của ông Trần Hùng. Tại sao lại phải đổi tội danh? Vậy thì tội danh lúc đầu là thế nào? Căn cứ nào để có được tội danh lúc đầu? Dấu hiệu vi phạm nào và để lúc đầu? Xin thưa với các bác rằng điều tra nó có nhiều giai đoạn. Tôi chỉ lấy ví dụ như là lúc đầu là điều tra xác minh. Và khi điều tra xác minh, họ thấy có căn cứ, có cơ sở vững chắc, thì họ mới ra cái quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Và lúc này để xem rằng là cái biện pháp ngăn chặn là bắt bị can có được hay không. Người ta dùng cái biện pháp ngăn chặn bắt bị can là khi bị can có thể bỏ trốn, có thể tiêu hủy chứng cứ, nghĩa là có những cái hành vi như vậy, và người ta phải bắt tạm giam để mà ngăn chặn những hành vi đó. Thì ở đây các bác có thể thấy rằng là ngay cả tội danh thứ nhất, tội danh số 2 thì làm gì có cái hành vi nào để mà ngăn chặn được chứng cứ. Và cái căn cứ, cái cơ sở nào trong cái việc điều tra xác minh lúc đầu là ông Trần Hùng có căn cứ để tội, đúng không? Đấy là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vậy thì căn cứ nào để mà khởi tố cái tội đó và dùng cái biện pháp là bắt tạm giam cho cái tội đó, để rồi sau một thời gian ngắn lại phải đổi tội danh. Tôi nhấn mạnh từ đổi, nghĩa là hủy cái tội danh ban đầu đi, nghĩa là tội danh ban đầu là coi như là không có gì nữa rồi, và chuyển sang cái tội danh thứ hai. Một bác trên kênh có comment thế này, rất là thất vọng bởi vì là cơ quan hành pháp không nhận sai, bởi vì mỗi lần vào không bị tội này thì cũng bị tội kia. Tôi cho rằng là việc thêm tội là việc bình thường, nhưng khi việc bắt ấy, thì cái việc mà bắt ai đó thì việc mà tội danh lúc đầu vẫn phải được giữ, bởi vì nó là cơ sở vững chắc, chứ không phải là hủy cái tội đó đi thì người ta lại có một cái suy nghĩ rằng là cơ quan điều tra phải cố bắt cho bằng được, rồi sau đó vào đây thì thế nào cũng có tội. Như vậy thì nó là một cái gì đấy
nó làm cho cái sự mất lòng tin, mất niềm tin của người dân, đúng không ạ? Cho nên ấy, tôi sẽ cập nhật dần dần cho các bác tất cả điều này. Các bác quan tâm thì các bác có thể bấm đăng ký theo dõi và thư để lại những cái bình luận. Còn những cái bác nào ấy, mà suy diễn không có căn cứ, bởi vì những người suy diễn không có căn cứ, đặc biệt không có chứng cứ, chỉ nói rằng là cơ quan điều tra là bắt là chắc chắn rồi ấy, thì xin phép với các bác hãy nhìn lại vô vàn những vụ án oan và hãy nhìn lại vô vàn những gọi rằng là tôi cũng không tiện nói ở đây để thấy rằng là chúng ta phải hiểu rõ, hiểu đúng và tuân thủ đúng pháp luật, thượng tôn pháp luật. Và thượng tôn pháp luật thì ngay cả cơ quan điều tra và gọi là bên hành pháp là phải thượng tôn đầu tiên về việc này, đúng không ạ? Bởi vì mọi hành động, mọi quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người, và không chỉ cuộc đời của cả một con người đó mà cuộc đời của cả gia đình họ. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều vụ vừa rồi, các bác có thể thấy rằng là bồi thường rồi là oan sai, thậm chí có những cái vụ lên tới 40 năm. Thì chúng ta phải lập rằng là tư tưởng rằng là nếu không đủ căn cứ thì nên đình chỉ và trả người ta ra. Tôi rất mong rằng là viện kiểm sát khi nhận được những cái bản này thì viện kiểm sát hãy giống như lời luật sư suy nghĩ thật kỹ. Tôi không cần các anh chị viện kiểm sát, tôi không cần các anh chị hoặc là như thế nào đó, mà anh chị chỉ làm đúng pháp luật, đúng pháp luật, đúng chứng cứ và ra biện pháp một cách công minh, chứ không phải là xin cho ông Trần Hùng hay là ai đó cả. Tôi không bao giờ tôi xin cho bản thân tôi cũng không bao giờ xin cho ông Trần Hùng hay bất cứ ai khác, mà tôi chỉ mong rằng các vị hãy làm đúng pháp luật, thượng tôn pháp luật và coi pháp luật như là một cái có thể nói vừa là răn đe nhưng cũng vừa là cái cao nhất để bảo vệ những người dân, những người dân lương thiện chân chính. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.